Xin kính chào tất cả anh em. Thì đây là cái cây mai được khoanh vỏ để tạo cành như cái clip video trước tôi đã nói cho anh em mình đó. Thì tại sao mới làm như vậy? Thì đối với một số cây á, thì chúng ta ghép vẫn được. Nhưng mà lý do là khi mình ghép, cái nhánh ghép đó vẫn sống bình thường. Nhưng mà nó sẽ không có nuôi cái nhánh nó lớn lên để tạo thành cái nhánh cân đối cho cây, vì những trong cái cây này còn những cái nhánh khác nó phải nuôi, nó không có nuôi được cái nhánh chúng ta ghép. Vì thế cái phương pháp này áp dụng đối với số cây bị thiếu thiếu nhiều nhánh trên thân, nó làm chống đoạn cành, một số cái cành ở những nơi như thế này hoặc ở đây hoặc ở chỗ này. Thì khi đó chúng ta phải xử lý bằng cách là mình cắt ngang cái đỉnh cây ở đây và những cái nhánh to cắt cục lại, có thể cắt cục hơn xíu vẫn được, cục lại. Và đặc biệt thì anh em mình dùng cái keo Mỹ Tiến mình tha lên những vết cắt to này, tại vì vết cắt nó lớn, đối với vết cắt nhỏ thì chúng ta khỏi tha cũng được. Còn những nơi mà trống thiếu cành mà anh em muốn cho nó ra cành ngay đó thì mình tìm những cái mắt mắt lá, những cái mầm u của thân cây, thì mình khoanh phía trên, mình khoanh nửa bên vẫn được, phải mình khoanh vào gỗ luôn cũng được. Thì sau đó anh em mình khi đó thì cái cây nó vẫn nhựa lên nó nuôi thân, thì nó sẽ bị ngăn cản ngay cái vết cắt của chúng ta, nó tích lũy ngay đây và nó sẽ nảy hai cái mầm, tùy vào cái sức mạnh của cây nó thể nảy 1, 2, 3 tùy. Thì đó là cái cách để anh em mình có thể là tạo nên những cây mà nó đầy đủ nhánh. Và điều đặc biệt thì nếu mà làm cách này thì chúng ta phải cưa tất cả các nhánh to trên cây cục lại hết như cây này đây, đừng có tiếc mà để, thì nếu để thì không có đâm như thế này được và nó sẽ nuôi những nhánh phía trên. Đó là cái điều quan trọng. Và để làm được điều này nữa thì anh em mình tiến hành, khi làm chuyện này, trước khi mà làm chuyện này thì chúng ta tiến hành chúng ta chăm sóc cây chúng ta trong một khoảng thời gian nhất định để cho nó thật là khỏe, nó mới xì ra cái đòn như thế này được. Và sau khi cái đòn cái nhánh này nó chuẩn bị già đi thì anh em mình tiến hành mình quấn dây kẽm dây nhôm mình chặn xuống như thế này, chặn xuống từ từ cho nó vuông gốc với thân chính, hoặc có thể nó gốc tù gốc nhọn tùy làm sao anh em mình thấy đẹp thì nốt. Và cái điều đặc biệt nữa thì chúng ta không nên có uốn gấp quá nó sẽ bị chai cái cành hoặc là bị tét ngay cái chỗ này, cái khớp này rất là yếu, nó chưa phát triển hoàn chỉnh đâu nha anh em, nếu uốn gấp quá sẽ bị tét và nó uốn công sức của chúng ta lắm. Rồi đó là số cái kinh nghiệm chia sẻ cho anh em mình, chúc anh em mình thành công và hẹn gặp lại trong những video sau. Rồi, chúc sức khỏe. Đây là một cái vết khắc thứ hai đã nảy cái chồi bên dưới. Thì phương pháp này cũng rất dễ thực hiện, nhưng mà anh em mình phải làm một số điều như tôi nói hồi lúc ban đầu, là phải nuôi cây cho khỏe. Chúng ta cắt hết những thân chính, và khi mình cắt như vậy thì nếu những thân nó sẽ đâm những cái chồi nó mới thì chúng ta vẫn đỡ nó vào, chúng ta uống nó bình thường, không có vấn đề gì mà phải sợ sệt nhất. Khi chúng ta cắt như vậy xong thì khoảng nửa một tháng đến nửa tháng thì cây nó vẫn đâm chồi như thế này, thì anh em mình tiến hành rồi mình uống phân ra các hướng để cho nó đều, nó được như thế này thì rất là tốt rồi. Đôi khi nó phun được một đoạn như thế này mình cắt nó sẽ tạo ra nhiều cái nhánh hơn, và mình uống nó sẽ cái tàn nó sẽ kín hơn, anh em đừng có lo chuyện đó. Đây nữa nè, rất là đều, rất là đều. Ngay tại vị trí những vết cắt nó sẽ cho ra như rất là nhiều nhánh để chúng ta sau này uống nó cây sẽ đẹp hơn thôi, chứ không có vấn đề gì cả.